Xin chào các bạn, mình là Dog Review đây. Hôm nay mình sẽ tóm tắt một bộ phim vô cùng cảm động giữa con người và loài chó. Đó là bộ phim Tiếng Gọi Nơi Hoang Dã. Mở đầu phim, nhân vật chính của chúng ta đó chính là chú chó Buck. Trong thị trấn nhỏ này, Buck như là một vị vua. Buck rất thông minh, nó còn lấy báo về cho chủ của mình. Sau đó Buck tinh nghịch đuổi theo người đưa tin. Buck đuổi về đến nhà và còn tự mở cửa đi vào. Người hầu còn nhờ Buck đi gọi các cô chủ dậy. Sau đó Buck chạy thật nhanh vào nhà. Thân hình Buck khá lớn, đi đến đâu mọi thứ đều rung chuyển. Buck gọi cô chủ bằng cách nhảy lên giường của họ. Ông bà chủ cũng thức giấc, xém chút Buck còn làm rơi bình hoa. Buck chạy xuống nhà bếp, mọi người bên dưới đang chuẩn bị đồ ăn. Nghe tiếng động biết chắc đó là Buck, mọi người nhanh tay lẹ chân, mỗi người một món dẹp hết tất cả đồ ăn đi. Buck đến không thấy gì, cậu liền buồn vã. Sau đó mọi người đẩy Buck ra khỏi đó. Cho ăn miếng đi mà. Ông chủ đứng ngay sau lưng Buck, ông liền kéo cậu ra ngoài. Sau đó ông còn dặn dò Buck hôm nay phải ngoan. Vừa lúc đó Buck thấy một em thỏ trong sân vườn, Buck liền đuổi theo. Em thỏ chạy khá nhanh, đố anh bắt được em. Cuối cùng Buck đâm đầu vào bọng cây. Hôm nay nhà ông chủ có tiệc, mọi người đang chuẩn bị khá nhiều đồ ăn. Buck vừa về tới nhà, thấy trên bàn quá trời thức ăn. Buck không thể nào kiềm chế được, cả nhà đang chuẩn bị chụp ảnh lưu niệm thì Buck ngậm đùi gà đi vào chụp hình ké. Vừa chụp xong, mọi người nhìn Buck có vẻ nghi ngờ. Ông chủ đi ra xem thử thì mọi thứ bị Buck phá banh tành. Ông rất buồn bã, quyết định cho Buck một bài học. Tối nay Buck phải ngủ ở ngoài để suy nghĩ những tội lỗi của mình. Buck đang nằm thì đèn cũng tắt. Tiếp theo đó là sấm sét, khiến Buck vô cùng lo sợ. Đột nhiên Buck nghe có tiếng ai đó đang gọi mình. Ra xem thử thì ra đó là một người đàn ông. Anh ta dụ Buck lên xe, tao có quà cho mày nè. Sau một lúc do dự, Buck liền nhảy vào trong lấy thức ăn. Thì ra hắn dụ Buck lên xe để bán cho một người khác. Kể từ đó Buck bắt đầu cuộc hành trình phiêu lưu của chính mình. Buck được đưa lên một con tàu, đi một nơi rất xa mà Buck cũng không hề biết đó là nơi nào. Buck mở mắt ra thì thấy mình đang bị nhốt trong chiếc lồng. Sau đó một người đàn ông phá cửa, Buck liền phi ra ngoài. Anh ta liền cầm dùi cui uy hiếp Buck. Buck nhảy đến thì bị hắn ta đập một phát. Buck liền đứng dậy định đáp trả. Nhưng thấy hắn ta cầm dùi cui, cộng với vẻ mặt hung tợn của hắn ta, Buck đành hạ mình xuống không còn gầm gừ nữa. Nơi đây có rất nhiều chó bị bắt như Buck. Buck đã bị ăn đòn nhưng không vì thế mà Buck chịu thua. Buck liền vũng vẫy thoát ra. Buck cố gắng chạy thật nhanh ra ngoài. Cuối cùng Buck cũng thoát ra được. Buck nhận ra rằng mình đang ở trên một con thuyền. Nó đang đi đến một vùng đất Yukon xa xôi heo hút. Bất cứ ai đi săn vàng cũng phải qua đây trước. Buck đang ở rất xa nhà của mình. Nơi đây mọi người buôn bán tấp nập. Buck được một ông già dẫn đi. Lần đầu tiên Buck thấy tuyết rơi, cậu rất thích thú và còn chơi đùa với nó. Vùng vẫy một hồi Buck cũng thoát ra sợi dây. Buck bắt đầu đi dạo chơi. Sau đó Buck vô tình đụng phải một ông già. Ông ta nói với Buck đi đường cẩn thận chứ và rời đi. Buck nhìn thấy ông đánh rơi một cái kèn. Ông già chuẩn bị lên tàu thì nghe tiếng kèn phía sau. Đó chính là Buck, cậu nhặt nó đem đến cho ông. Ông rất vui mừng cảm ơn Buck. Sau đó Buck bị bắt đi. Peron đang làm công việc đưa thư và anh đang cần hai chú chó để kéo xe. Anh nhìn vào chuồng chó thấy Buck liền ưng ý ngay. Sau đó Peron đem Buck đến gia nhập đàn. Anh giới thiệu cho Buck biết Spitz là con đầu đàn. Buck đi ngang còn tát vào mặt Spitz. Sau đó là giới thiệu về các thành viên trong đoàn xe đốc. Buck được đặt ở vị trí cuối cùng, chuẩn bị lên đường. Peron đeo vòng cổ cho Buck, bắt đầu cuộc hành trình đưa thư. Peron nói Buck phải tuân theo lệnh của Spitz. Buck rất khó chịu với chiếc vòng này, chuẩn bị sẵn sàng cả đội bắt đầu chạy. Buck do chưa quen với công việc mới này, cậu liên tục bị ngã. Cả đội đang chạy qua khúc cua thì Buck phát hiện em thỏ trắng như ngọc trinh. Buck không thể nào rời mắt khỏi em ấy. Điều đó khiến Buck và cả đội rơi xuống bãi tuyết trắng. Peron liền đến bên Buck và khuyên cậu, chúng ta ràng buộc với nhau, nếu ngã là cùng ngã và dậy là cùng dậy. Peron vẫn vui vẻ với Buck, chúng ta tiếp tục nào. Đi được một đoạn khá dài, Buck lúc này rất mệt vì chưa quen. Buck lần đầu tiên ngủ ngoài trời đầy tuyết, cậu cảm thấy rất lạnh. Sau đó chui vào lều của Peron và đẩy luôn cô bạn gái của Peron ra ngoài để ngủ chung với ông chủ. Cô gái liền đuổi Buck ra ngoài. Cậu từ từ tiến lại gần tảng đá. Buck gặp phải một con chó sói đen to lớn nhìn về phía cậu. Sủa một cái nhìn lại thì nó đã biến mất. Buck thấy người bạn mình đào lớp tuyết để ngủ, cậu liền bắt trước theo. Sáng hôm sau bắt đầu một cuộc hành trình mới. Buck giờ đây vẫn chưa quen với việc chạy trên băng. Sau đó Buck còn đụng phải khúc cây bên đường, cùng đưa thư cho sở cảnh sát. Sau đó là một con tàu trên băng. Đến giờ ăn, Peron cho mỗi em một con cá. Con chó đầu đàn Spitz bắt đầu giành thức ăn. Buck thấy thế liền nhường phần ăn của mình, đem con cá đến cho một con trong bầy. Cả đội đều nhìn Buck với vẻ ngạc nhiên. Sáng hôm sau lại tiếp tục với cuộc hành trình mới. Con sói đầu đàn đang nhâm nhi vài giọt nước thì một con trong bầy đến muốn uống ké. Spitz liền gầm gừ đuổi ra chỗ khác. Buck thấy vậy ra sức phá những tảng băng, tạo ra mấy vũng nước. Cả bầy thấy thế liền bỏ qua bên Buck. Những ngày kéo xe sau đó, Buck cũng dần quen với điều này. Công việc còn tạo cho Buck sự tự tin và hứng khởi. Buck học hỏi rất nhanh. Giờ đây Buck có thể kéo xe gấp nhiều lần con chó khác. Đến nơi bọn họ phải đi ngang qua một hồ nước đầy băng. Francois đi trước để thăm dò tình hình.
Khi đột nhiên tảng băng nứt ra khiến cô rơi xuống nước, Perron vội chạy đến để cứu cô. Buck thấy thế liền chạy theo. Sau đó Francois đã chìm xuống dưới. Buck không chút do dự nhảy thẳng xuống hồ nước lạnh giá. Buck tiến thẳng đến Francois, cô liền bám vào người Buck. Buck liền bơi thật nhanh phi thẳng lên trên, thành công cứu được cô chủ lên bờ. Buck cố gắng leo lên nhưng cậu đã đuối sức. Lại một lần nữa Buck rơi xuống hồ. Perron lây hoay tìm Buck nhưng không thấy. Anh liền dùng dao phá băng tìm Buck nhưng không thành công. Đột nhiên phía sau có người đưa cho anh khúc gỗ để đục tiếp. Perron quay sang thì ra người đưa anh khúc gỗ chính là Buck. Anh vui mừng ôm Buck vào lòng. Spitz đầu đàn nhìn từ phía xa có vẻ danh tị. Tối đó cả ba ngồi bên đống lửa. Francois hỏi Perron anh đang khóc vì chó à? Perron nói không và bỏ đi. Francois quay sang nói với Buck rằng suốt nhiều năm đưa thư, Perron chưa lần nào đến sớm, dù chỉ một lần nhưng anh ấy vẫn đánh xe hàng ngày, vì anh ấy có niềm tin, và tao chưa bao giờ thấy anh ấy tin vào thứ gì đó mãnh liệt như tin vào mày. Sau đó cô thưởng cho Buck một cái đùi gà và rời đi. Spitz phía sau đã thấy hết tất cả, trong lòng không vui vì điều này. Đang ăn thì Buck nhìn thấy một con thỏ, Buck tò mò đuổi theo em ấy, bé thỏ chạy rất nhanh. Buck cũng bám nhanh phía sau, mấy chú chó trong bầy cũng đuổi theo, cuối cùng Buck cũng thành công tóm lấy em thỏ. Nhưng Buck liền thả ra cho em ấy đi, vừa chạy một đoạn thì bé thỏ đã bị Spitz đầu đàn cắn chết. Spitz tỏ ra hung tợn đi đến muốn đấu tay đôi với Buck. Spitz muốn tỏ ra vị thế của mình nên tìm cách hạ bệ Buck. Spitz đi một vòng và bắt đầu tấn công Buck. Spitz liên tục nhảy bổ vào cắn Buck, nhưng Buck vẫn không hề đáp trả. Spitz vẫn cứ nhào đến cắn vào cổ Buck, Buck vùng vẫy thoát ra. Spitz không tha cho Buck muốn hạ Buck cho bằng được. Spitz hạ knock out Buck khiến Buck nằm im tại chỗ. Sau đó Spitz thấy Buck nằm bất động nó liền bỏ đi. Mấy con trong đàn cũng khiếp sợ bỏ đi. Chỉ duy nhất một con chó già trong đội sủa về phía Buck. Buck nghe thấy liền tỉnh lại. Sau đó Buck nhìn thấy chính bản năng của mình. Điều đó khiến Buck mạnh mẽ lên. Spitz thấy vậy liền chạy đến tấn công. Nhưng lần này Buck không nhân nhượng nữa. Buck cắn vào cổ Spitz và sau đó là hạ knock out nó. Buck đè Spitz xuống khiến Spitz không còn chống cự được nữa. Spitz lồm cồm đứng lên, nó không còn mặt mũi nào ở lại nữa, đành phải lủi thủi ra đi. Sáng hôm sau Perron gọi Spitz để chuẩn bị lên đường. Anh tìm mãi nhưng vẫn không thấy con đầu đàn đi đâu. Perron không thể đợi mãi được, anh liền gọi một con có kinh nghiệm lâu năm lên dẫn đầu. Buck liền tiến đến trước, nó muốn làm con đầu đàn. Perron không đồng ý vì cho rằng Buck chưa đủ kinh nghiệm. Buck vẫn nhất quyết muốn đi đầu. Cả hai người kéo nó về vị trí ban đầu, sau đó lôi con chó già lên trên. Nó nhìn về Buck tỏ vẻ không muốn điều này. Perron đeo vòng cổ cho Son Lex, nhưng nó không muốn tí nào vì nó biết rằng Buck mới là người xứng đáng. Perron tức giận bỏ đi. Sau đó anh quay về và đồng ý cho Buck dẫn đầu. Buck từ từ tiến lên phía trước, cả đội vào vị trí chuẩn bị cho chuyến đi. Perron khá ngạc nhiên vì Buck chạy quá nhanh. Chạy được một đoạn thì bất ngờ núi tuyết bắt đầu đổ sập về phía bọn họ. Perron ra lệnh cho Buck quẹo trái. Buck vẫn luôn có quyết định đúng đắn của riêng mình. Bất ngờ Buck rẽ phải chạy thẳng vào núi đá. Bên trên bão tuyết đang đến gần hơn. Tưởng rằng chuyến này cả đoàn toang thật rồi, nhưng không, bên trong là một đường hầm to lớn. Buck cứ thế chạy thật nhanh về phía trước, cuối cùng cũng thành công thoát ra ngoài. Perron lần đầu tiên trong sự nghiệp giao thư của mình, nhờ có Buck mà anh đã thành công đến kịp để giao thư cho mọi người. Mọi người trong thị trấn ai nấy đều vui vẻ khi được nhận thư từ người thân. Sáng hôm sau cả đoàn bắt đầu cuộc hành trình mới. Chuẩn bị ra khỏi thị trấn thì Buck thấy ông già quen thuộc cầm trên tay một lá thư. Buck thấy vậy liền thắng gấp, khiến ai nấy đều té ngã. Ông lão liền đến gửi thư. Vì ông đến muộn giờ nên Perron không nhận thư nữa. Ông năn nỉ Perron vì hôm nay là sinh nhật của con trai mình. Buck thấy vậy liền đến ngậm lá thư đem đi. Perron nói coi như ông may mắn. Ông lão vẫn nhớ đó chính là Buck và cảm ơn cậu. Và cứ thế Buck vẫn đồng hành với việc giao thư này. Cho đến một ngày Perron nhận được thư báo cho chính anh. Nhà nước báo với anh là anh sẽ phải tạm dừng đưa thư, bán chó đi và trở về Quebec. Thế là cả bầy chó được bán đi. Trước khi đi Perron nói với Buck, bọn mày không làm sai gì cả, bọn mày đều ngoan, anh xin lỗi Buck. Và nói rằng người ta không cần tao đưa thư nữa, đến hè ở đây sẽ có máy điện báo. Nói rồi anh rời đi. Và một lần nữa Buck phải rời xa người chủ của mình. Cả bầy chó vô cùng buồn bã khi người chủ đã ra đi. Sáng hôm sau có một người đàn ông đến để mua chó. Ông nhìn thấy Buck liền ưng ý ngay. Sau đó ông mua lại cả bầy chó. Buck nhìn thấy hắn ta cầm dùi cui trên tay là biết không tốt lành gì. Cả đội vào vị trí chuẩn bị kéo xe nhưng nó không hề di chuyển. Tên thanh niên ngỗ ngáo tưởng rằng bọn chúng lười biếng, hắn ta liền sai một tên đến để dạy cho Buck một bài học. Vừa định đánh thì ông lão xuất hiện ngăn cản lại. Ông còn trò chuyện với Buck, ông hiểu ra vấn đề con xe không đi được. Ông đến nói với thanh niên là xe của các người bị băng đóng, nếu dùng gậy phá băng thì có thể giúp mấy chú chó rất nhiều. Ông lão liền giúp bọn họ phá lớp băng bên dưới. Ông lão nhận ra hắn ta đang đi tìm vàng.
Ông khuyên hắn đợi mùa xuân rồi hãy đi, vì đi mùa này tất cả mọi người sẽ gặp nguy hiểm và mấy chú chó cũng thế. Hắn ta nhất quyết đi cho bằng được. Buck bắt đầu chuyến hành trình đầy gian khổ, bọn chúng muốn vượt qua ngọn núi này. Nhưng Buck và cả bầy đã khá mệt cho một chuyến đi dài, những bước chân yếu ớt khiến Buck không còn sức đi thêm được nữa. Cả bầy liền bị trượt chân ngã về phía sau, thanh niên kia vẫn không cho bầy chó nghỉ ngơi. Hắn ta dùng roi đánh liên tục bắt bọn chúng phải đi, bên này ông lão đang chặt củi. Khi ông phát hiện băng đã sắp tan ra, ông vào nhà dùng bữa, nhưng ông vẫn luôn lo lắng cho Buck. Ông quyết định ra đi tìm Buck, bên này dù cố gắng nhưng Buck đã rất mệt và không thể nào đi thêm được nữa. Tên Han vẫn cố bắt nó đi cho bằng được, Buck không chịu đi, hắn liền móc súng ra định bắn Buck. Rất may ông lão đến kịp thời cản lại, ông nói rằng sông băng có thể vỡ bất cứ lúc nào. Bầy chó đang giữ mạng cho người đấy, ông lão cắt đứt sợi dây cứu mạng cho Buck. Hắn ta nhặt khẩu súng lên uy hiếp ông lão, cô gái thấy vậy liền ngăn cản lại. Hắn ta liền bỏ Buck ở lại và tiếp tục lên đường. Sau đó ông đem Buck về nhà của mình nghỉ ngơi. Sau 2 ngày ngủ li bì, Buck cũng dần dần hồi phục lại. Ông lão nói với Buck ở hay đi tùy mày chọn. Nói rồi ông đi vào nhà để uống dưỡng. Buck đang lo lắng cho sức khỏe của ông, nó liền làm đổ ly dưỡng. Sau đó đem chai rượu của ông đem ra ngoài chôn vào lớp băng. Ông lão cố đẩy nó ra nhưng Buck khá nặng, ông không thể làm gì được. Ông đành ngồi lại tâm sự với Buck về cuộc đời mình. Sáng hôm sau ông đang lây hoay tìm bản đồ, sau đó mở nó ra cho Buck xem. Ông nói rằng con trai ông rất thích phiêu lưu về vùng đất Yukon, nó rất mê những dãy núi nơi đó. Con trai ông bảo vùng đất đó nằm ngoài bản đồ này và chưa ai đặt chân đến đó. Ông muốn Buck đi cùng mình, thế là cả hai bước lên một chiếc thuyền. Buck nhảy lên thuyền, nó làm ông bật ngửa cả lên, bắt đầu chuyến đi về miền hoang vu. Con sông nơi Buck đi qua có rất nhiều cá. Sau đó cả hai cắm trại nghỉ ngơi ven bờ sông. Đến giờ đi ngủ, ông lão đi vào bên trong lều, Buck thì nằm ở ngoài. Thấy vậy ông gọi Buck vào ngủ chung cho ấm. Sáng hôm sau lại bắt đầu một hành trình mới. Cả hai cùng đi với nhau trong đêm tối, không gian yên tĩnh lạ thường. Sau đó là băng qua khu rừng bình yên. Đi được một đoạn thì phía trước bất ngờ xuất hiện một dòng thác, nước chảy rất mạnh khiến con thuyền chao đảo. Cuối cùng cả hai cũng thoát ra được dòng nước nguy hiểm, con thuyền lúc này đã bị thủng nhiều lỗ. Cả hai đành phải quốc bộ mà thôi. Trở lại bên này, tên Han đã lần đến nhà của ông lão. Hắn ta tức giận đập phá đồ đạc trong nhà, hắn còn phát hiện ra tấm bản đồ. Hắn liền muốn đi đến đó. Sau vài ngày quốc bộ thì cả hai cũng đã gần đến nơi cần đến. Buck tiến về phía trước dẫn đường cho ông lão. Buck tìm được một ngôi nhà bên bờ suối và dẫn ông lão đến đó. Bên trong ngôi nhà có rất nhiều rán nhện, đã lâu không có người ở đây. Sau đó ông vứt rác ra ngoài và tìm thấy được một chai rượu lâu năm. Ông nhìn thấy Buck liền giấu trên nóc nhà. Ông tiếp tục dọn dẹp ngôi nhà và cùng Buck nghỉ ngơi. Buck nghe tiếng chó sói hú vang trời, nó liền sợ hãi đến bên giường cùng ông lão. Sáng hôm sau ông lão xuống suối để tắm, đột nhiên ông phát hiện ra thứ gì đó bên dưới. Ông liền lặn xuống nhặt nó lên, thì ra đó chính là vàng. Sau đó ông liền đi đãi vàng, Buck cũng lặn xuống tìm như vàng, nhưng Buck ngậm lên một cục đá. Ông bảo Buck phải tìm thứ màu vàng này nè, Buck liền lặn xuống ngậm lên một cục vàng to lớn. Nó tưởng rằng phải tìm cục vàng bé xíu kia, nó liền bỏ xuống lại và nhặt lên một cục vàng nhỏ hơn. Đang vui vẻ thì Buck thấy một con chó màu trắng chạy qua, ông lão liền kêu Buck đi kiểm tra, nhưng tối phải nhớ về nhà nhé. Buck liên tục đuổi theo con chó trắng, tiến thẳng về phía khu rừng, khi Buck gặp một con gấu nâu khổng lồ. Nó hổ báo gầm gừ khiến Buck sợ hãi đi về hướng khác. Buck lúc này càng tiến sâu vào khu rừng hơn. Đến nơi thì con chó trắng tiến gần lại Buck, nó ngửi xung quanh người Buck và nhìn chầm chầm vào Buck. Buck giơ tay lên chào hỏi thì em ấy liền bỏ đi. Buck nằm cạnh ông lão nhưng lúc nào cũng nhớ về bé chó trắng dễ thương. Sáng hôm sau ông lão thức dậy gọi Buck nhưng không thấy nó đâu cả. Thì ra Buck đã đi tìm cô nàng chó sói kia. Phía dưới cả bầy chó sói đang rình rập con mồi bên kia con suối. Một con nhảy qua để tóm con mồi, nhưng nó đã bị trượt chân ngã xuống con suối. Sau đó nó bị nước cuốn đi. Cả bầy sói liền đuổi theo. Con sói lúc này mắc vào một khúc cây. Cả bầy sói không ai dám lao ra cứu con đầu đàn. Buck không ngần ngại lao thẳng xuống đó cứu con sói. Buck ngậm khúc cây từ từ kéo lên trên. Sau đó nó dùng sức mạnh của mình đẩy cả một khúc cây to lớn lên trên bờ, thành công cứu được con sói đầu đàn. Cả bầy chó sói tiến đến nhìn Buck tỏ vẻ kính nể. Buck giờ đây được chấp nhận vào bầy sói. Nó cùng với sói trắng đi săn thú, sau đó đem về cho ông lão. Tối đó cả hai có một bữa thịt chim ngon lành. Và lần này Buck cùng cả bầy đi săn cá, sau đó đem về cho ông lão một con cá to lớn. Ông rất vui vì điều này. Sói trắng còn dẫn Buck về ra mắt gia đình mình. Ông lão đang chờ Buck về để ăn tối. Buck muốn ở lại với sói trắng, nhưng thấy trời đã khuya nó đành đi về. Buck về đến nhà thấy ông lão đang ở trên nóc, nó liền tiến đến bên ông lão. Ông đang uống rượu. Ông nói với Buck càng ngày mày càng về muộn. Buck tìm thấy được tình yêu của đời mình nên nó mới về muộn như thế. Ông lão cũng vì Buck mà không còn uống rượu nữa. Ông còn ôm Buck vào lòng. Sáng hôm sau ông lão đang chơi đùa cùng Buck, khi sói rừng cũng đến tìm Buck. Buck nhìn ông tỏ ý muốn đi theo sói rừng.
Ông dặn dò Bắc phải cẩn thận, ông không yên tâm liền đi theo xem bọn chúng đi đâu. Đến nơi ông lão phát hiện ra Bắc đang ở cùng bầy sói rừng, giờ đây Bắc đã tìm lại chính mình. Trong giống nồi của nó, Bắc đã đi đường dài để về quê, sau đó ông lão thu dọn hành lý và đem trả lại số vàng xuống suối. Ông chỉ giữ lại một ít cho những ngày tháng còn lại. Ông nói với Bắc đến lúc tao phải về nhà, ông muốn Bắc ở lại vì đây là nhà quê hương của mày, hãy trân trọng nó nhé. Dù rất buồn nhưng ông vẫn quyết định sáng mai ông lên đường. Bắc cũng buồn bã quay về bầy sói rừng. Tối đó ông lão đang ngồi viết thư thì đột nhiên có tiếng động lạ. Ông đi ra ngoài xem thử, có ai đó đã bắn ông, chiếc đèn dầu cũng rơi xuống. Ông lão nhanh trí núp sau cánh cửa, thì ra đó là tên Hàn, hắn ta chĩa súng vào nhà. Ông lão liền bắt lấy khẩu súng, hai người bắt đầu giằng co qua lại. Ông đấm vào mặt hắn một cái, hắn ta khỏe hơn lên có khẩu súng và bắn ông một phát vào bụng. Hắn ta tưởng rằng ông lão giấu vàng ăn một mình, Hàn uy hiếp ông vàng để đâu, ông liền móc vàng ra quăng về phía hắn. Ông nói nó ở khắp mọi nơi và bảo hắn lấy hết đi. Hắn ta vẫn không tha cho ông, định kết liễu luôn ông già. Vừa lúc này Bắc cũng trở về, nhảy bổ vào người hắn ta. Tên Hàn liền cầm dùi cui uy hiếp Bắc. Giờ đây Bắc đã không còn sợ thứ đó nữa. Hắn ta dùng dùi cui đánh Bắc, Bắc không sợ hãi cắn vào nó. Sau đó là húc người hắn vào căn nhà đang rực cháy, căn nhà đổ sập xuống, hắn ta bên trong chắc cũng đi theo ông bà. Bắc chạy đến xem tình hình của ông lão. Ông lão dần yếu đi do mất máu khá nhiều. Bắc biết được ông không qua khỏi, nó liền chạy đi tìm tấm hình của con trai ông và đỡ ông lão ngồi dậy. Giờ đây ông không thể trở về quê hương của mình được nữa. Ông xem đây chính là chuyến đầy thú vị khi có Bắc bên cạnh. Cả hai ôm chầm lấy nhau. Bắc rất buồn khi phải rời xa người thân của mình. Ông lão đã ra đi mãi mãi. Bắc lúc nào cũng nhìn về phía ông. Sau đó sói trắng cũng đến tìm Bắc. Bắc cùng sói trắng trở về khu rừng. Và giờ đây Bắc đã sống rất hạnh phúc bên sói trắng. Bắc trở thành cha của mấy chú cún nhỏ cute. Bắc cũng trở thành thủ lĩnh của bầy sói. Bắc cũng không còn sợ hãi trước bất cứ thú gì, kể cả con gấu hung tợn này. Bắc tiến đến gấu ta cũng phải lui ra, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, Bắc vẫn luôn nhớ về người thân của mình. Đó là ông lão. Thông điệp mà Dog Review dành cho bạn là: tôi không dám ăn thịt chó, vì luôn sợ sẽ ăn nhầm thịt một người bạn trung thành, sợ ăn nhầm mất kẻ canh giữ tuổi thơ của một đứa trẻ, sợ ăn nhầm đôi mắt của một người mù và sợ mình lỡ ăn mất người thân của một gia đình. Các bạn thấy bộ phim có ý nghĩa, hãy chia sẻ cho mọi người và đăng ký kênh để xem những bộ phim ý nghĩa như này nhé. Hẹn gặp lại lần sau tại Dog Review.